Thành phố Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập năm 2022 với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 350 Quân khu 3, Trung đoàn 855 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời tình hình thời tiết, khí hậu thủy văn diễn biến phức tạp trong năm 2022, thành phố xác định một số khu vực trọng điểm về đê kè cống cần có phương án xử lý như tuyến đê Triều An Hòa, tuyến đê sông Sào Khê, cống Bích Đào. Khu vực thường xảy ra ngập lụt là phường Ninh Phong, xã Ninh Tiến và xã Ninh Phúc. Trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy nổ, sập đổ công trình như kho vũ khí, doanh trại của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, chợ Rồng, khu công nghiệp Phúc Sơn, các cây xăng, khách sạn cao tầng. Khi xảy ra các tình huống, các cơ quan đơn vị được tăng cường nhanh chóng tổ chức lực lượng, vật chất, phương tiện cơ động, phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương, tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm của bão, lũ, cháy nổ, sập đổ, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân.